mời quý vị theo dõi tiết mục hộp thư truyền hình. Mở đầu tiết mục là phần trả lời thư của anh Võ Chí Hiếu ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Nội dung thư anh hỏi. Mảnh đất của tôi nằm phía sau đất của người hàng xóm và có lối đi qua nhà của người này. Hiện gia đình tôi và người hàng xóm có mâu thuẫn với nhau về lối đi chung, nên họ đổ gạch đá ngay lối đi, làm cho gia đình tôi không có lối đi. Tôi muốn biết hành vi cản trở lối đi chung của người hàng xóm có bị xử phạt gì không. Gia đình tôi muốn gửi đơn lên của ban nhân dân phường để giải quyết lối đi chung này có được hay không? Xin chào anh Hiếu, theo điều 12 Luật Đất đai quy định thì hành vi cản trở gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Về mức xử phạt đối với hành vi gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác, theo điều 16 Nghị định 91 năm 2019 của Chính phủ quy định như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào, gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác. Theo thương cho biết thì giữa gia đình anh và người hàng xóm có mâu thuẫn tranh chấp với nhau về việc sử dụng lối đi chung giữa hai gia đình. Do đó để giải quyết sự việc trên, trước hết gia đình anh có thể gửi đơn yêu cầu ủy ban nhân dân phường xem xét hòa giải theo quy định. Đôi lời trao đổi và chúng tôi chúc vụ việc của anh sẽ sớm được giải quyết. Ông Trịnh Văn Tuấn ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu gửi thư về chương trình nhờ tư vấn vụ việc như sau. Gia đình tôi có kinh doanh nhà nghỉ, vừa rồi có khách là đôi nam nữ đến thuê phòng, sau đó công an vào kiểm tra và cho biết họ đang mua bán dâm với nhau, vì phía gia đình tôi không hề biết là khách thuê phòng để mua bán dâm. Vậy trong trường hợp này tôi là chủ nhà nghỉ thì có phạm tội chứa mại dâm hay không? Ông Tuấn thân mến, căn cứ theo khoảng 1 điều 327 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội chứa mại dâm thì người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo điều luật trên quy định thì người phạm tội chứa mại dâm là người có hành vi chứa chấp việc mại dâm với nhiều thủ đoạn khác nhau như sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm bán dâm. Người phạm tội chứa mại dâm thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết rõ việc sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn cho mượn địa điểm, phương tiện là để người khác thực hiện việc mua dâm bán dâm. Nếu vì một lý do nào đó mà người có hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn cho mượn địa điểm, phương tiện nhưng không biết người thuê người mượn thực hiện việc mua dâm bán dâm thì cũng không phạm tội chứa mại dâm. Theo chúng tôi, việc ông có bị truy cứu về tội chứa mại dâm hay không còn căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an. Tuy nhiên, nếu đúng như thông tin ông cung cấp là ông không hề biết khách thuê phòng để mua bán dâm với nhau, thì trong trường hợp này ông sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm. Bà Võ Kim Hương, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình có thư thắc mắc về thủ tục bổ sung tên vợ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Nội dung thư bà trình bày. Trước khi kết hôn với con gái tôi, con rể tôi có mua một căn nhà và đứng tên trên giấy tờ. Nay con rể tôi muốn xác lập căn nhà này thành tài sản chung của vợ chồng có được không? Và nếu muốn bổ sung tên con gái tôi vào giấy tờ thì phải làm thủ tục như thế nào? Xin chào bà Hương. Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bà như sau. Thứ nhất về vấn đề có được nhập tài sản có trước hôn nhân thành tài sản chung hay không. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 46 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Thì việc nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Như vậy, căn nhà của con rể của bà có trước khi kết hôn, do đó đây là tài sản riêng của con rể bà. Tuy nhiên, nếu con rể thống nhất nhập vào tài sản chung, thì nó sẽ thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng. Trong trường hợp này, con rể bà có thể làm thủ tục bổ sung tên vợ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Về thủ tục bổ sung, theo khoảng 2 điều chính, thông tư số 24 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi bổ sung bởi khoảng 2 điều 7 thông tư số 33 năm 2017 quy định như sau. Người đăng ký bổ sung phải nộp hồ sơ gồm các giấy tờ như đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất theo mẫu quy định, văn bản chuyển quyền sở hữu tài sản của vợ hoặc chồng thành tài sản chung của vợ chồng đã được công chứng chứng thực, kèm theo bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đã được cấp. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Về thời hạn giải quyết theo quy định là không quá 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Vừa qua chúng tôi có nhận được thư của chị Lê Thị Ngọc Quyên ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải. Nội dung thư chị hỏi. Cha tôi là thương binh hạng 3 trên 4 và đang được hưởng trợ cấp thương binh hàng tháng. Do bệnh tật nhiều năm nên cha tôi vừa mới mất. Vậy theo quy định, khi cha tôi mất, gia đình có được nhận mai táng phí hay không? Và người thân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hay không? Tôi nghe mọi người nói thương binh phải suy giảm trên 61% thì mới được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, có đúng hay không? Xin chào chị Quyên, về câu hỏi trên của chị, chúng tôi xin trả lời như sau. Căn cứ theo các quy định hiện hành về xếp hạng thương binh thì có 4 hạng. Hạng 1: mất từ 81% đến 100% sức lao động do thương tật, mất hoàn toàn khả năng lao động, cần có người phục vụ. Hạng 2: mất từ 61% đến 80% sức lao động do thương tật, mất phần lớn khả năng lao động, còn tự phục vụ được. Hạng 3: mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật, mất khả năng lao động ở mức trung bình. Hạng 4: mất từ 21 đến 40% sức lao động do thương tật, giảm nhẹ khả năng lao động. Dựa theo xếp hạng trên, trường hợp của cha chị là thương binh hạng 3, tức là mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật. Theo nghị định số 31 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp phụ cấp ưu đãi. Như vậy khi cha chị mất thì gia đình sẽ được nhận khoản tiền trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở. Vấn đề thứ hai chị hỏi, cha chị là thương binh hạng 3 trên 4 mất thì thân nhân có được nhận trợ cấp tuất hàng tháng hay không? Chúng tôi xin trả lời như sau. Theo khoảng 2 điều 32 Nghị định số 31 năm 2013 của Chính phủ quy định thì chỉ có thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân mới được hưởng trợ cấp tiền tốt hàng tháng. Do cha chị là thương binh hạng 3, tức là suy giảm từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật, vì vậy thân nhân không được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. <laughs> Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của ông Trần Giang Bé ở xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình. Thư ông hỏi. Tôi lập gia đình đã hơn 5 năm nay và vẫn sống chung với ba mẹ. Giờ rồi ba mẹ tôi bán một phần trên mảnh đất của gia đình cho người khác mà không nói gì với tôi, và khi làm hợp đồng mua bán cũng không có chữ ký của tôi. Vậy cho tôi hỏi, ba mẹ tôi bán đất mà không có sự đồng ý của các con, như vậy có đúng theo quy định của pháp luật hay không? Ông bé thân mến, do thông tin ông cung cấp chưa được rõ ràng là mảnh đất trên thuộc quyền sử dụng của cha mẹ ông hay thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình, nên chúng tôi xin nêu hai giả thuyết để ông có thể tự đối chiếu lại. Giả thuyết thứ nhất, giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên đứng tên của ba mẹ ông. Căn cứ theo quy định tại Điều 213 Bộ Luật Dân sự năm 2015 về sở hữu chung của vợ chồng, thì sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Vợ chồng cùng tạo lập phát triển khối tài sản chung có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung đó. Như vậy, nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên ba mẹ ông, thì đây là tài sản chung của ba mẹ ông. Trong trường hợp này, ba mẹ ông có toàn quyền sử dụng và định đoạt đối với mảnh đất này, hay nói cách khác là ông bà có toàn quyền bán mảnh đất này mà không cần phải có sự đồng ý của ông. Giả thứ, thứ hai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên hộ. Theo khoản 29 điều 3 Luật Đất đai quy định, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân quyết thống nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, tại Nghị định số 43 năm 2014 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật đất đai cũng có quy định như sau. Hợp đồng văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên. Hợp đồng văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư. Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ba mẹ ông ghi cấp cho hộ gia đình, tức là cấp cho những người có quan hệ hôn nhân quyết thống đang sống chung tại thời điểm được nhà nước cấp và công nhận quyền sử dụng đất, thì khi ba mẹ ông quyết định chuyển nhượng mảnh đất cần có sự đồng ý của những người có quyền sở hữu chung. Trên đây chúng tôi nêu hai giả thuyết để ông có thể đối chiếu với trường hợp của gia đình mình. Dựa vào đó ông sẽ biết được việc ba mẹ chuyển nhượng đất mà không thông báo cũng như không có sự đồng ý của ông như vậy là có đúng hay không.